Gà nghịch mùa lâu lắm rồi mới có giống lại nha anh em. Bữa nay nghịch mùa không con nào lên giống hết, giờ mới bắt đầu lên lại. Kìa thục dữ rồi. Lâu quay xích thú cho anh em coi. Tháng 9 đến tháng 8, tháng 9, tháng 10 bắt đầu nó lên giống la gai lại nha anh em. Do mình cũng còn ít con nái cho nên không có đều đều giống người ta. Ta có chừng 20-30 con nái cho nên cũng có đều đều suốt. Mình còn cũng mình ít cho nên thử ra. Bữa nay gián đoạn thời gian cũng lâu lâu. Bao nhiêu nó gần đẻ nè, 12-9 một ngày nó đẻ. Ồ, vú anh căng dữ rồi. Này dòng lượng chắc cả 5 ký mấy ăn lên à. Mình cũng có cân nữa. Thấy ra ngoài lắm, thấy mở cửa là phóng gà. Xong cái gì đấy. Đây, còn em bên đây cũng đang đang lên giống nè, kêu ngò mấy ngày nay. Tròn khói luôn. Cái tờ